Chào mừng quý vị đến với kênh YouTube Nhà đẹp 2024. Buổi chiều hôm nay, mình sẽ review giới thiệu cho quý vị một căn nhà thiết kế một trệt hai lầu như biệt thự mini, nhà chính chủ thiết kế xây để ở mà gần với các khu vực như thành phố Thủ Đức, gần với khu công nghiệp Sóng Thần 1, Sóng Thần 2, gần với Bình chiếu Thủ Đức. Căn biệt thự này có diện tích chiều ngang 11m, chiều dài 22m. Đây là khu vực view sân mình có thể để được ba chiếc xe hơi quý vị nhé phía bên phải có khu vực gara đổ xe hơi mình có thể chạy thẳng vào trong và đây là mặt tiền căn biệt thự này biệt thự thiết kế một trệt hai lầu đúc 3 tấm và một tum chính chủ thiết kế xây để ở do điều kiện công việc chủ nhà cần bán gấp cho anh chị nào có nhu cầu mua để ở an cư lập nghiệp sinh sống tại khu vực thành phố Gian tỉnh Bình Dương mà xem được video này nếu thấy hợp lý thì alo cho nhà đẹp 2024 để đi xem trực tiếp chiều ngang 11 m bên trái chủ nhà xây một kiosk đang cho thuê đấy quý vị nhé một kiosk bên trái và đây là đường vào của căn biệt thự này đường rộng gần 6 m vị trí cách chợ chỉ tầm 200 m là mình ra tới chợ thưa quý vị nhé một vị trí rất là gần với chợ gần với ngã ba Âu xã ngã ba cây điệp gần với chợ Di An Cổng trước thì được chủ nhà làm hai cổng, bên phải là một lớp cửa sắt cắt CNC, bên trái là một lớp cửa cuốn đức. Di chuyển vào trong là khu vực sân đậu xe hơi. Ở đây thì mình có thể đậu được 2 đến 3 chiếc xe hơi quý vị nhé. Chạy thẳng vào trong phía bên tay phải là đậu được một chiếc xe hơi riêng nữa quý vị. Với diện tích chiều ngang 11, chiều dài 22 m thì chủ nhà xây dựng một căn biệt thự tha hồ ở quý vị có thể gọi là một nhà một trệt hai lầu cũng được quý vị nhé. Tuy nhiên công năng và thiết kế căn nhà này rất là rộng rãi. Mặt tiền thì được chủ nhà đắp ốp đá hoa cương lên tới trên và cửa thì được chủ nhà làm mà cửa gỗ căm xe. Phía sau cái kiosk này ở đây thì có một cái kho đây quý vị nhé. Một kho để đồ ở đây quý vị. Ở đây thì có một cái phản ở đây. Bây giờ mình vào trong tham quan chi tiết căn nhà. Khu vực phòng khách thì được chủ nhà kê sẵn một bộ bàn ghế gỗ đây và bên tay phải thì có cửa sổ hai lớp. Nhà thì được chủ nhà xây tường 20 chắc chắn và kiên cố, đảm bảo không có một vết nứt quý vị ạ. Mình cùng di chuyển vào trong. Nhà này có một phòng ngủ tầng trệt, tổng có 4 phòng ngủ và có 4 phòng vệ sinh cộng với phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau cũng như ban công. Bếp thì được chủ nhà làm hai dàn tủ trên và dưới, khá là lớn, có thêm một khu vực quầy bar. Và ở đây thì có cửa đi bên hông. Phía trong là khu vực bàn ăn. Đây quý vị, lối đi bên hông mình ra khu vực uh, sân ở đây, mình có thể để uh, xe hơi, xe máy ở khu vực này được quý vị nhé. Nhà có địa chỉ tại phường Tân Đông Hiệp thuộc thành phố Di An, tỉnh Bình Dương, nhà có hướng Tây đang được chính chủ gửi bên các đơn vị môi giới cũng như là bên nhà đẹp 2024 chào bán với mức giá 8 tỷ đồng vẫn còn bớt trực tiếp với chủ nhà quý vị đi xem nhà sẽ gặp chính chủ xem pháp lý sổ hồng riêng và đàm phán giá cả đây là phòng ngủ tầng trệt quý vị nhé kế bên là phòng vệ sinh đây là phòng vệ sinh ở tầng trệt này quý vị đang xem trên kênh youtube nhà đẹp 2024 vui lòng cho mình xin một nút đăng ký kênh một like là hoàn toàn miễn phí để à, ủng hộ kênh nhà đẹp để mình có động lực review lên nhiều mẫu nhà đẹp Bình Dương cho quý vị xem cũng như ủng hộ kênh để à, phát triển và quay thêm nhiều mẫu nhà đẹp cho quý vị xem và tham khảo quý vị đang có nhu cầu cần bán cần mua liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 0983 155 009 để trao đổi mình cùng di chuyển lên trên để tham quan chi tiết ở trên đây là khu vực lầu trên quý vị nhé phía đối diện đây thì mình có ban công sân thượng phía trước mình có thể kê máy giặt phơi đồ ở khu vực này một căn nhà thiết kế khá là chắc chắn và kiên cố chủ nhà xây căn nhà này không tiếc tiền quý vị nhé quý vị nhìn thấy trên video thì căn nhà này cảm giác bình thường tuy nhiên quý vị đi xem trực tiếp thì một căn nhà xây chắc chắn và rất là nét luôn quý vị. Vì mẫu nhà này thì chủ nhà đã xây vài năm nên à, quý vị nhìn thấy không có nổi bật. Tuy nhiên à, gia đình ở chỉ hai vợ chồng và một con nhỏ thôi quý vị nhé. Và đây là phòng ngủ thứ ba của căn nhà quý vị này. Nhà chỉ một à, con và hai vợ chồng ở không hết nên à, chủ nhà còn một căn nhà ở à, ngoài nữa nên à, muốn để căn nhà này lại cho anh chị nào đang có nhu cầu mua ở sử dụng mà xem được video này, nếu thấy à, có nhu cầu đi xem liên hệ với kênh YouTube Nhà đẹp hẹn gặp ở ngã ba ông xã hoặc ngã ba cây điệp hoặc là chợ Tân Long ngay đường Nguyễn Thị Minh Khai. Và bên đây là phòng ngủ thứ tư khá là rộng luôn, chủ nhà cũng không sử dụng tới làm phòng tập thể dục, phòng làm việc ở đây thôi quý vị nhé đây là quý vị chủ nhà thiết kế làm mà phòng tập thể dục thể thao mình xin được nhắc lại là căn nhà này có diện tích ngang 11 sâu 22 thiết kế một trệt hai lầu đúc 3 tấm có sân thượng trước sau có 4 phòng ngủ và 3 phòng vệ sinh cộng với phòng giặt phòng thờ có một kiosk đang cho thuê và hiện tại thì đang được chủ nhà chào bán với mức giá 8 tỷ đồng vẫn còn thương lượng hiện tại thì sổ đang ở nhà mua bán công chứng trong ngày được luôn quý vị nha mình cùng di chuyển lên khu vực lầu trên quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như lưu số điện thoại của kênh youtube nhà đẹp 2024 mình nhận review mua bán ký gửi nhà đất khu vực tỉnh Bình Dương như thành phố Di An, thành phố Thuận An và thành phố Tân Uyên, thành phố Thủ Dầu Một. Đây là khu vực sân thượng sau, mình à, có thể kê máy giặt phơi đồ trên đây tuy nhiên chủ nhà kê máy giặt phơi đồ ở tầng dưới và trên đây thì mình à, trồng rau trồng cây cảnh và có thể trồng cây bonsai được quý vị và phía trước đây là khu vực phòng thờ quý vị nhá ở đây thì mình có phòng thờ gia tiên phía bên hông và đường trước có lan can video của mình đến đây kết thúc cảm ơn quý vị đã theo dõi video chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng vạn sự như ý đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như lưu số điện thoại để đi xem nhà alo trực tiếp cho kênh youtube nhà đẹp 2024 view sân thượng phía trước khá là đẹp quý vị nha cảm ơn quý vị đã theo dõi video mình xin được kết thúc video tại đây